Bây giờ mới đang xuống. Lại đưa bạn đi một chuyến nữa. Chị bẻ chỉ có người mua nhầm người bán, không bao giờ nhầm. Em nha, lấy đem túi chị cho xem. Đấy, nhớ cả đó. Gói thùng xốp mà đặt vào về mình chia một người chở thôi. Có gói thùng vuông vuông ấy. Ừ, lát nữa là xếp gọn vào. Để ê, út à, chia cho chị mấy cái cành kia này. Đó thề mà chia đằng nào rồi, chia nhau mà. Cứ đặt, cứ đặt hết vào đây. Vì chia nhau đây, đây, nào thích. Đây, cho chị cành đẹp, đây. Ừ, hài lòng chưa? Hài lòng chưa? À, cái này chị chọn ra rồi à? Chưa đâu. Nó như nhau tất mà chồng lên đầu tiên nó chỉ vọt một ngón tay trỏ ngón tay cái thôi. Chắc nó là to hơn được. Đây này. Quan trọng là em chồng đúng cái giống của nó. Thứ hai nữa là em chồng nó sống. Chứ còn cành to cành bé kiểu gì đầu tiên nó vẫn đúng chỉ rồi. Lên cái măng vọt bé xíu à. À đúng rồi, mai vàng đấy. Lấy ba cành này. Chị nhọn không lấy mai vàng đâu gì? Ồ, chị lấy ba cành. Em lấy không? Hả? Có tổng cộng có ba cành mai vàng thôi à? Chị lấy hai lấy một được. Đằng nào thì kiểu đang chọn cá, con này tươi hơn, con này to hơn. Không, các chị đi chọn từng cành rồi, em yên tâm. Anh cứ để tầm khoảng hết tháng mà ham lịch anh bón phân em chắc. Bây giờ trồng chay 100% trồng chay cho chị. Trồng chay cho chị. Về chị sẽ gửi cho em cái hướng dẫn cho anh hết đi nhá. Không hướng dẫn là anh chuyến đi này anh mất công. Xem một cái mai vàng. Mai vàng đám liền đám rồi. Đây gần 2 cây. Nick của em là Zalo là gì nhỉ? Em kết bạn với chị chưa? Em kết bạn rồi đấy chị. Em là Lý Thái Văn đúng không? À. Còn bạn này? Đấy là Văn Thật. Văn Thật. Rồi. Mình sẽ gửi hướng dẫn kỹ thuật cách trồng cho. Mình sẽ đồng hành với các bạn cho đến từ A đến Z luôn. Ôi, nó cho con nước vào đây nó có ảnh hưởng những gì? Không, không việc gì, không việc gì. Nó mưa, trời mưa này tránh làm sao? Thật, càng ẩm. Đây, 9 này. Giờ hai cành mai vàng này nhìn biết ngay người này. Đây, hai cành mai vàng. Em lấy cái hai cái nó quấn vào lẫn với nhau em. Hai cái buộc vào với nhau để cho hoặc là lấy một cái túi cho một cái túi buộc với anh cho. Dạ, anh hiểu cái gì? Anh chị có bỏ luôn ra, không phải buộc đâu. Buộc gì? Chị em cái gì để em đánh dấu về cái mày vàng mai vàng không thể chọc thôi, không có thể chọc thôi. Không, mai vàng màu nó vàng khác nhé. Em cành mai vàng thì em về dẫu cành mai vàng. Quên đi nha. Năm, sáu, bảy, tám, chín này. Nếu một cành nữa. Đâu mình lấy phải có thùng xốp thôi, không buộc hết được đâu, xếp một thùng xốp về mà chọn. 20. Bây giờ kiếm. Anh thật chọn đi. Đây có ba cành về, chị nghe em có 35 cành, 36 cành hay 35 cành. Đây ba. Xốp này là mai. Mai Thái. Thái. Mà như trên kênh của chị là chị quay là chị chia sẻ là nó màu xanh đậm của lá chuối già. Còn mai vàng thì là màu xanh của lá chuối non. Đây em nhìn đây là nó tự mọc, nó tự xuyên xéo chứ các chị có vít có động chạm gì đâu. Nó không lên thẳng à, chính vì thế nên là các em phải trồng thưa. Đây măng đây là em nhìn kìa, cái búi đằng trước là măng. Trồng cuối tháng 8 năm ngoái đấy em. Cái vườn này này. Cái này là không đến 10 mét thôi nhá, cái này. À chị vườn cây của nhà thế nên là cứ trồng. Thì về nhà em cũng trồng bằng như này, trồng 10 mét đi. Trồng như thế này được rồi. Ôi à, nó lên măng to đấy nhỉ. Đấy, măng đấy, đấy vẫn còn hai cái măng tua tủa kìa. Măng ăn như củ đậu mà ăn sống rồi mà. Đúng rồi ạ. Cái măng củ này á ăn sống được. Cái này mai thái. Về những măng thích. Đấy, cuối tháng 10 rồi mà về đến đây được khoảng 2, 3, 30 phút. Bây giờ măng vẫn lên tua tủa. Tháng 11, tháng 12 vẫn măng vẫn lên bình thường em. Măng của nó là ngọt. Măng ngọt mà măng to đấy, em nhìn thấy kìa. Đấy, măng đấy. Đấy. Hình như của nhà anh gọn. Không phải đâu, không phải đâu làm gì mà. Biết đâu ấy.
Anh nói. Nói chung là tổng về kiểm tra mỗi sọc sọc đấy bên này. Ờ đúng rồi, cái sọc này. Vậy cái măng của nó cũng ngọt như này. Thế với lại em ơi, cái cây này của chị là nó hay. Ôi cái lá hôm nọ em nhìn có phải đâu. Đây cành bố mẹ nó này, cành bố mẹ nó đây này anh này. Lồng á. Anh chị ơi, cành mẹ nó trồng đây này. À cành mẹ. Đấy cành giống cành mẹ của nó đấy, bé xíu. Đây là ánh này, cái này năm thứ ba phải không? Đâu? Đúng. Chưa, mới được có hơn một năm xíu à. Chị trồng từ 23 tháng 8 âm lịch năm ngoái. Đấy, bây giờ hôm nay mới là 23 tháng 10. Mới được có 14, 15 tháng à. Đấy. Quá ok rồi. Đấy. Có cỏ rậm um đâu. Là một, cái thứ hai là cái gốc này nó chưa biết chặt. Đây chị nhìn cái gốc này, nếu có vết chặt hay vết không là lâu năm hay không rồi. Chưa có một vết chặt, chưa tỉa một cái gì luôn. Măng nó đây. Cái này từ cái lá này cũng là hái bán rồi đấy. Đấy những cái lá đấy, lá trong đấy đã là hái được rồi. Cái đường đấy nó định làm đi đâu hả? Đường này là đường lên chỗ cây số 10 Tuyên Quang đấy. Cao tốc. Cao tốc. Hoành tráng nhỉ. Cái này bọn này là hái được hết rồi. Hái được rồi nhưng mà bận quá chưa hái được. Trời, trời mưa. Này, hái nó mới nặng này. Không, về mình vẫn ngâm thoải mái à. Cái bể ban nãy mình đi qua đấy, hái xong mình cho vào cái bể đấy ngâm. Ngâm ở dưới em ấy lại ngâm mà họ lại trừ tiền đi đấy. Thế à, ở đây thoải mái không trừ. Mà phải ngâm cái lá mai này phải ngâm để cho nó nở ra. Nó nở ra thì người ta mới cặp được. Chứ không rồi là nắng mà héo quất vào nó không cặp được. Ngâm nước á. Ngâm nước. Đấy cái bể ban nãy mình vừa đi qua ở đằng nhà đấy, bể cỏ nhỏ đấy là để ngâm nước lá đấy. Nếu mà muốn chết được ngâm xong rồi mới lên đi bán đâu à, ngâm xong rồi là người ta đến tận nhà vớt ra khỏi cái là người ta cân luôn à. Dễ lòi đấy, dễ đấy đấy. Nếu mà em mà lấy cành bẻ thì ở trên em lấy... mà nhưng mà ngâm như thế này là nó không lấy lá rang thì không được. Lá rang ngâm như thế là nó hỏng luôn, nó bảo hỏng. Đen đúng rồi. Ôi ơ kìa, ấy 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 đen chỉ luôn đấy, kéo xuống nào, đưa chị kéo cho. Nhìn cái lá sướng mắt nhìn. Cái này hái một buổi sáng thì chắc được nhiều. Một ngày hái được tạ lá em. Chú này không phải con của chị à? Hả? Em trai. Em trai đó. Em trai thôi. Con của chị cũng là con của chị. Không, em trai. Con của chị năm nay mới 27 tuổi à. Bạn này 36 tuổi, 37 tuổi. Chị năm nay mới 50 tuổi đẻ được bạn 36 tuổi, chết mất. Nguy hiểm. Đấy. Chị năm nay 50 à? Chị 50, 50 tuổi tròn. Cái này mình hái được bể nó xuống ấy nhỉ? Thế hả? Em 76 à? Vâng, em 76. Ừ. Cái này hái xuống. Chị 75 à? Chị 75. 75 để tháng mấy? Chị 12 tháng 1. Đầu năm luôn à? Cách nhau có 1 tuổi. Cách nhau 1 tuổi. Nhìn hai cái măng kìa. Đấy. Thực tế bây giờ các em về đây mới nhìn thấy thực tế, bảo là tại sao mà tháng 11 vẫn có măng đúng không? Đấy, cuối năm rồi nhưng mà kể cả tháng 12 vẫn có măng bình thường, cái này nó ra măng quanh năm mà. Có khi mình lấy mai thái nhiều hơn nữa anh ạ. Nhìn lá nó dày nó đẹp. Thế các em định lấy bầu hay lấy cành? Lấy cành. Nếu lấy cành thì để các chị thu hoạch cành luôn ở đây. Thế chứ, để cho nó nhẹ. Về cái này trồng á, mùa này em trồng cái này sống trăm trăm luôn, không thể nào chết được. Lấy bầu. Hải ơi em xem có cành bẻ luôn đi. Xa này nặng lắm chị ạ. Quên lại không mang. Không mang đồ gì sao bẻ được chị? Cái đâu này mình ấy rồi mà được. Chị chiết cái bầu thì nó chị chiết cắt rồi đây gì em chiết cắt rồi còn có tí đủng điểng rồi à? À thế à, cái chiết là cắt như này ạ à? Đúng đây gì cắt hết rồi à, cùng lắm là 100 cây trên 10 cơ. Đấy đấy em xem là cành đấy có dễ chưa, bẻ luôn đi. Em bảo những cành như thế này mà không đẹp thì còn cành nào đẹp. Ở nhà thấy mấy cành đẹp. Đấy, chị vừa bẻ ở dưới vườn dưới, hai chị em xuống vườn dưới bẻ. Cho em để đẹp tí thì em làm cho mọi người xem. Làm mẫu gì? Cho mọi người xem. Ok em. Mọi người đặt hàng ấy luôn. Ok em. Em lấy chục cành thôi nhỉ. Đó. Em lấy khoảng mấy chục cành hôm nay? Hôm nay nhà mình lấy bao nhiêu? Ít thôi. Lấy 25 hay là 30 cành? Lấy về kỷ niệm đó thôi. Lấy 30 cành đi.